Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ mà các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái căn nhà mới của bên nhà dân gửi bán. Anh ấy xây dựng nhưng mà lại không có nhu cầu ở, nên là mong muốn gửi em để bán cho mọi người. Thì hôm nay em đang đứng trước cái căn nhà đấy đây. Thì đây chính là cái đường ô tô đi lại mọi người nhá. Và cách cái vị trí nhà nó chỉ rơi khoảng tầm 20 mét thôi. Đó. Xin mời mọi người đi theo em nhá. Với cái vị trí căn nhà này mọi người ạ, là thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích xây dựng là 30 mét vuông, xây dựng là 3 tầng mọi người ạ. Thì mọi người có thể vào cùng nhau khám phá xem là căn nhà này có gì nhá. Đây chính là vị trí của ngôi nhà. Đó. Đấy, lớp cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ mọi người ạ. Đây chính là phía phòng khách của cái căn nhà này. Căn nhà có cái hướng là hướng Tây Nam và giá chào bán là 1 tỷ 650 triệu đồng thôi mọi người ạ. Đó. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà. Đã được chủ nhà lắp sẵn ở đây là tủ giày rồi mọi người nhé, tủ giày đa năng đó. Rất hợp lý. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp của cái căn nhà này. Đây chính là phía phòng bếp. Phòng bếp của căn nhà đây rất là rộng thoáng, đặc biệt là bên phía hông của ngôi nhà nó có một cái cửa hướng ra phía bên ngoài mọi người ơi. Đây đó, phần sử dụng riêng ở ngoài này có thể rửa, mọi người có thể rửa bát đĩa các thứ ở đây được. Đó, rất là rộng ở cái phía phòng bếp. Cái không gian phòng bếp, phòng khách ở dưới cái tầng 1 này rất là thoáng, rất là mở. Vị trí của căn nhà này mọi người nhớ nhá, ở tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m thôi và cách chợ khoảng tầm 100m mọi người ạ. Xin mọi người vào phía phòng bếp đây. Và đặc biệt chủ nhà có thiết kế một cái kệ gỗ để ở dưới cái gầm cầu thang này mọi người nhìn này. Tiện ích, đa năng. Về mọi người có thể xếp đồ đạc tùy theo ý mình. Và ở tầng 1 là có một phòng vệ sinh. Đó. Một bồn liền khối, vòi xịt, cũng như là đầy đủ về để điện. Tầng 1 là được ốp 3060, gạch 3060 rất là đẹp trang trí. Ở phía trên của tầng 1 này còn có một cái hốc để đồ mọi người nhá. Đó. Đây này, có thể để đồ. Xin mời mọi người lên tầng 2 cùng căn nhà của em nhé. Đây, với cái tầng 2 của ngôi nhà cũng được thiết kế là một tầng 2 phòng mọi người ạ. Căn nhà này nó có sự khác biệt bởi vì là chủ nhà thiết kế theo cái sở thích, cho nên là chủ nhà để cái dây này để làm ngăn cách giữa phía cầu thang an toàn cho trẻ nhỏ. Trên phía tầng 2 đây mọi người lên đã nhìn thấy luôn nhà vệ sinh ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Đó. Đầy đủ hệ thống sen cây, vòi xịt, bồn cầu, lavabo, vòi rửa, chậu rửa mặt, đầy đủ hết. Đầy đủ tiện ích. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người hướng sang bên phía phòng ngủ cùng em nhé. Phòng ngủ của ngôi nhà đây được thiết kế rất hợp lý. Mọi người nhìn qua một chút về cái trần này. Anh ý thiết kế cho bé con nhà anh ý, cho nên là cũng có sự riêng biệt một chút. Vì lý do cá nhân nên là nhờ em bán. Nếu như mà ai có nhu cầu muốn mua cái ngôi nhà xây độc lập, giá hợp lý và rất là gần khu đô thị thì có thể gọi luôn cho em nhé. Ở bên này còn một phòng nữa mọi người ạ. Còn một phòng ngủ nữa. Rất rộng. Cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Và có một cái cửa sổ ở phía đằng trước.
Đây. Wow, rất là mát. Ở phía trên là có ống chờ điều hòa đây mọi người nhá. Ống chờ và dây chờ điều hòa sẵn rồi. Nhà này thì cũng chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Xách vali và về ở. Thế, sổ đỏ đầy đủ hết mọi người ạ. Sổ đỏ, giấy tờ pháp lý. Tất cả những cái căn mà em Ánh đã quay ở trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ thì đều đầy đủ hết về cái những cái pháp lý, sổ đỏ cũng như là giấy phép xây dựng mọi người nhá. Mọi người cứ yên tâm đi ạ. Cửa thông phòng là cửa gỗ. Đó. Mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Đây là dây cáp. Dây cáp để ngăn cách ở giữa cầu thang này vừa đỡ tốn diện tích mọi người ạ. Vì là ngay từ ban đầu anh ấy thiết kế không phải để bán mà là để ở, cho nên là mỗi người có một sở thích. Cho nên mọi người đừng thắc mắc là tại sao nhìn nó yếu với lại nó kia nhá. Bởi vì thực ra là cái dây nó là dây cáp, cắt cũng không thể đứt được đâu ạ. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế như thế nào nhỉ? Tầng 3 của ngôi nhà này cũng được thiết kế gồm một nhà vệ sinh. Mọi người ạ. Đây, cũng được thiết kế một nhà vệ sinh tương tự như tầng 2, đầy đủ hết thiết bị vệ sinh bên trong, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đó. Ở đây chính là phía sân phơi mà anh ý để thiết kế. Khu này là máy giặt. Khu này là máy giặt. Và sau này mọi người về có thể làm một cái dàn phơi thông minh. Đó, để phơi ở đây rất là tiện, tận dụng mọi cái diện tích sử dụng. Ở đây cũng có một thêm một phòng ngủ nữa mọi người nhé. Đấy, thêm một phòng ngủ nữa. Và tất cả đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng nào cũng vậy, chủ nhà nào cũng thế, thiết kế đều cố gắng làm sao để cái căn phòng ngủ nó thoáng nhất, thoải mái nhất. Vì đi làm về thì ngoài cái thời gian đi làm cả ngày rồi thì khi về nhà cũng chỉ mong làm sao là được thoải mái và có một giấc ngủ trọn vẹn thôi. Xin mời mọi người hướng sang bên phía bên ngoài này, có một phòng nữa mọi người ạ. Phòng nhỏ này thì em đoán thôi, em đoán chắc là phòng này anh ấy thiết kế làm phòng thờ mọi người ạ. Đó, tận dụng tối đa chi tiết từng cái diện tích căn nhà nhỏ một. Căn nhà này thì diện tích ở trên sổ đỏ thì chỉ có 30m² thôi, nhưng mà thực sự là em thấy thiết kế khá là hợp lý đấy mọi người, rất là hợp lý luôn. Như vậy là 3 tầng thì gồm 3 phòng ngủ cũng như là 3 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, khá là tiện nghi, khá là đầy đủ. Thì em đã nói qua về cái căn nhà này đầy đủ chi tiết rồi nhé mọi người nhé. Thông số kỹ thuật, hướng nhà nhé. Thì mọi người cố gắng xem hết video giúp em. Và hôm nay thì là em Ánh thực sự là xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ tới kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ. Nếu như mọi người xem video của em thấy hay thì có thể bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh. Nhớ nhấn chuông để có thể là người đầu tiên xem những video mới nhất của em nhé. Và mọi người có nhu cầu thì đừng quên gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 em Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.